Trong này chúng ta sẽ nêu một cái class. Slide 7 luôn đi. Rồi ở đây mình sẽ viết một cái hàm main. Trong này chúng ta sẽ khai báo một cái public enum chainbox. Enum chainbox chúng ta có xe, tàu, airplane, rồi chúng ta sẽ có train, watch. Có 5 đối tượng. Ở dưới này chúng ta sẽ khai báo biến. Bên này chúng ta sẽ khai báo biến cho nó. Rồi. Xuống với hàm main, chúng ta sẽ khai báo ở đây là trainbox. Trainbox của chúng ta, ví dụ như là T1 sẽ được khai báo new. Sẽ bằng T1.trainbox.k. Đây là chiếc xe. Đó, mình khai báo. Nó giống như là một biến thông thường. Mình có thể xuất ra T1 chấm. Ví dụ như get name. T1 chấm name. Coi nó ra cái gì. Đây, T1.name. Đây là chiếc xe. Đây là chiếc xe. Rồi mình có thể làm thêm ở phần phía sau. Các bạn sẽ khai báo thêm value cho nó. Khai báo thêm value. Ví dụ như là 65, 55 gì đó. Mình khai báo vô. Ở đây mình khai báo thêm. Như vậy cái cấu trúc chỗ này nó hơi khác với lại cái trainbox ha. Mình sẽ copy cái này ra thành trainbox 1 để cho các bạn thấy nó khác tí xíu. Ctrl C, Ctrl V. Chỗ này thầy định nghĩa là trainbox new đi, để cho nó khác. Như vậy trong cái new này thầy thêm cái value của nó vô. Như vậy car, chỗ này thầy xem là 65. Just 55. Airplane 600. Train 670.
Post là 22. Thì ở chỗ này nếu như mình thêm số thì nó lại báo lỗi. Các bạn chấm phẩy ở phía sau giúp thầy một cái. Mình sẽ viết thêm các cái phương thức vô. Thêm các cái phương thức. Phương thức dưới này mình sẽ khai báo một cái biến. Tại vì hiện nay mấy con số này nè, nó không biết là số này để làm gì. Thì mình sẽ khai báo phía dưới này nó có một cái biến in là tốc độ. Đó, in tốc độ. Rồi mình sẽ viết tiếp ở dưới này một cái train box để khởi tạo. Tạo một cái train box. In edge. Hết chưa? Hết la chưa? Hết la rồi. Đây, cái này nè. Tại vì cái này mình đang khởi tạo một cái xe. Đây, các bạn thấy là lúc đầu chỗ này mình để là car 65. Tức là mình có đưa giá trị vào. Mình có đưa giá trị vào. Mà mình không định nghĩa cái hàm này. Thì nó không hiểu, ủa cái 65 đó ở đâu ra vậy? Tôi không biết. Tôi không biết 65 là gì hết á. Tại vì cái cấu trúc của enum là nó không có cái này. Cho nên mình định nghĩa thêm một cái hàm khởi tạo. À, trên box của tôi là chỗ này là tốc độ. Thì khi các bạn khai báo là car 65, nó không có lỗi nữa. Nó hiểu, à 65 là gì? 65 là tốc độ. Như vậy chỗ này mình sẽ đưa vô đây cái speed của mình. Nó sẽ bằng S. Tức là mình đưa tốc độ vô thì nó sẽ được gán cho cái tốc độ ở bên trong của class. Rồi mình viết thêm một cái hàm. Mình có thể insert cái get code này vào. Coi thử nào. Insert code get. Get. Đó. Ở đây thì mình có thể, nó chỉ là một cái gì các bạn, nó chỉ một cái enum thôi. Nhưng mà mình cũng có thể insert code giống như là insert code của một class. Mình có thể viết, mình có thể insert code vô cũng được. Cũng giống nhau. Đến đây kịp không? Thầy có hai cái khác nhau. Đó. Cái này là cái train box new nè, cái này new đi. Cái này là train box cũ nè. Trên bốt cũ của mình. Chỗ này thiếu chữ new. Rồi. Trên bốt cũ của mình là không có tốc độ. Chỉ có vậy thôi. Cái enum cũ. Cái enum mới của mình. Nó có thêm cái phần các con số vô. Như vậy con số này để cho nó hiểu được. Mình phải định nghĩa lại cái hàm khởi tạo của nó. Chỗ này mình sẽ đổi lại thành trên bốt new. Và ở đây là trên bốt new. New. Và chỗ này mình không có xuất cái name nữa, mà mình sẽ xuất cái ordinal. Coi thử là xe thì đang nằm ở vị trí nào. Mình xuất luôn cả cái t1.name luôn, để mình thấy cả hai. T1.name Cộng với car thì vị trí là 0. Bây giờ mình đổi lại train vị trí nó là 3. Train vị trí là 3.
Rồi câu lệnh số 32. Theo các bạn, thầy muốn in cái gì? Câu lệnh số 32. Vị trí của cái chữ đó đúng không? Đúng không? Rồi ok. Thử coi. Sao lỗi đây? Min giờ về. Truck. Rồi, vị trí số 1. Truck nằm ở vị trí số 1. Ngược lại, thầy muốn in trên board new chấm trên board new. Bây giờ thầy muốn có cái số, thầy muốn in cái thầy có cái số, thầy muốn in cái tên của nó ra được không? Thầy có cái số và thầy in cái tên của nó ra. Thầy value of của touch chấm get speech. Ok. Rồi, 55. 55. Thầy có cái tên thì thầy có được số. Bây giờ nếu như thầy có số thì thầy có tìm được tên không? Có số tìm được tên không? Nghĩ thử coi. Mình sẽ có trên box new chấm chỗ này mình có thể dùng cái enum để mình chuyển đổi, mình chuyển một cái số thành chữ, chữ thành số. Ví dụ thầy nhập vô là 1, 2, 3, 4 thì nó sẽ xuất ra là 1234. Đó, ví dụ đây là một dạng bài tập. Số 1 mình khai báo chữ 1, số 2 khai báo chữ 2, hoặc là mình lấy vị trí là 1, 2, 3, 4. Vị trí này là vị trí 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là mình có được 9 vị trí, 10 vị trí. Và mình dựa vào vị trí và tên để mình lấy ra được lấy ra được cái con số. Mình đưa vào số thì mình sẽ lấy ra được chữ. Ví dụ như chỗ này mình get speed rồi. Bây giờ thay vì mình get speed, mình sẽ get name được không? Đó, xem thử coi. Mình đưa speed vô. Get name.
Rồi, nghiên cứu viết cái hàm mà chuyển số giùm thầy. Đó là về y năm. Tiếp theo, chuyện mà chuyển lớp, chuyển kiểu. Cái này chúng ta đã học ở giai ba 1 rồi. Bây giờ chúng ta nhắc lại thôi. Boxing. Boxing là gì các bạn? Boxing là gì? Là đấm box không? Thì ở trong này, boxing là ép kiểu. Ép kiểu. Chuyển kiểu. Kiểu này của chúng ta. By viết hoa short, integer, long, flat, float, rồi double. Cái này là gì ta? Viết hoa là gì? Lớp bao. Vậy không viết hoa là gì? Vậy nguyên thủy là gì? Lớp bao là gì? Rồi hôm trước mình có làm một cái bài mà sắp xếp theo điểm. Nhớ không? Bình thường thầy khai báo điểm là double. Mình sắp được không? Double thường sắp được không? Nó không có cái phương thức gì. Nó không có phương thức so sánh. À, compare to. Mình không so được. Vậy thì nguyên thủy là gì? Loài người nguyên thủy. À, từ sửa ngày xưa. Nguyên thủy là ngày sửa ngày xưa. Vậy người ta đang nói ngày sửa ngày xưa gì đây? Người ta đang kể chuyện gì đây? Cổ tích gì đây? À, ngày sửa ngày xưa người ta kể rằng Java được khởi nguồn từ C. Nó câu chuyện của Java. ngày xưa. Cho nên những cái này là C. Và sau con là Java vẫn xài được những biến có kiểu dữ liệu của cha, gọi là kiểu nguyên thủy. Nhưng ví dụ như là điểm của mình kiểu double, vậy điểm của bạn 1 và điểm của bạn 2 ai cao hơn? Thì mình muốn biết cao hơn thì mình phải dùng. Nếu như mà mình dùng nguyên thủy thì mình phải if mình mới biết lớn hơn. Còn đối với Java, người ta biết trước rằng đối với số mình sẽ so sánh. Cho nên người ta viết ra một cái lớp, lớp bao mà. Nó là lớp. Lớp tức là class. Người ta viết sẵn một cái class là double. Nó có kiểu dữ liệu nguyên thủy là double. Tức là nó chứa được một con số dạng double. Và nó có thêm một số phương thức để xử lý cái double này. Thì chúng ta gọi là lớp bao. Lớp bao là do đứa con Java nó viết thêm để nó xử lý cái số đó. Còn nguyên thủy của C thì bạn chỉ có chứa số thôi. Còn lớp bao là nó vừa chứa được số, nó vừa xử lý được số đó. Ví dụ như là string của Java thì nó có thể upper key, low key. Còn đối với lại character của C thì nó chỉ có chứa cái đó thôi. Nó không có viết hoa được, không viết thường được. Đó là lớp 3. Các phương thức boxing mà chỉ định integer value of của in. Và chúng ta có thể auto boxing gán qua luôn. Không cần ép gì hết. Nó vẫn qua. Ví dụ chỗ này, chúng ta khai báo một cái biến A là kiểu in bằng 9 chấm phẩy integer b bằng a, được không? Ủa đâu có cần gì mà integer value of gì đâu. Rồi
Mình khai báo integer C bằng integer chấm value of của A. Giống nhau. B và C. B gán trực tiếp. C box in. Như vậy cái này chúng ta gọi là auto boxing, từ ép kiểu. Được không? Rồi. Bây giờ in D bằng A, điều hiển nhiên. B D bằng B. Đó. Điều ở đây là nó ép kiểu qua. Bằng A bằng B bằng C. Cái này là auto boxing. Khái niệm về auto boxing. Bài chuyển từ kiểu lớp bao sang nguyên thủy thì có by value, double value, ép qua. Như vậy ở chỗ này người ta nói rằng C chấm by value, plot value, integer value, ép kiểu qua. Cái này là ép boxing. Còn nếu như mà mình không có phương thức này là auto boxing. Thì chỗ này đôi khi chúng ta auto được, đôi khi không được. Không được thì chúng ta dùng value of. Ví dụ chỗ này chúng ta có string s bằng a chấm phẩy. Được không? Được không? Không tự ép được. A kiểu gì? Kiểu in. Muốn ép được thì string chấm value of của A, ép qua. Ép qua. Rồi. String S2 bằng 5 in CDE bằng S2. Được không? Không được. Vậy chỗ này phải làm sao? Integer chấm chấm back back in của S2. Được. F ha. F F. Đó là các phương thức để ép kiểu. Được không? Như vậy thì mình lấy một ký tự từ trong chuỗi ra. Sau đó mình ép nó qua một kiểu ký tự khác. Nếu chỗ này. Được không? Ép được không? Lỗi này biên tập thì không lỗi, nhưng mà biên dịch thì sao? Lỗi, không phải kiểu số. Đó, như vậy đó là một số cái mà chúng ta cần lưu ý trong phần ép kiểu. In in auto boxing cộng cộng ưu điểm. Đây đi qua đến đây list static. Rồi, như vậy chúng ta đã đi qua phần auto boxing. Chúng ta đi hết phần 1.